Chào mừng quý vị đến với bãi biển Tiên Sa xinh đẹp của thành phố Đà Nẵng. Và mời quý vị hãy cùng với chúng tôi quay trở lại với mùa 2 của cuộc thi Xung kích phòng chống thiên tai năm 2021. Đây là cuộc thi sẽ mang đến những kỹ năng cũng như những kiến thức về phòng chống thiên tai cho quý vị khán giả thông qua các câu hỏi hay các tình huống thực tế được tái hiện lại. Chương trình do Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai phối hợp thực hiện cùng Đài Truyền hình Việt Nam với sự hỗ trợ của các đơn vị tổ chức Liên Hợp Quốc như UNDP hay UN Women. Sau lần đầu tiên được ra mắt trên sóng VTV, nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt của các đội thi cũng như là các khán giả truyền hình, chúng tôi đã mang cuộc thi quay trở lại với một bối cảnh mới, một thể thức mới và chắc chắn là những người chơi rất mới. Và bây giờ còn chần chờ gì nữa mà không làm quen với hai đội thi ngay bây giờ ạ. Xin được giới thiệu đội thi đầu tiên, cũng chính là đội chủ nhà của Xung kích 2021, đội Đà Nẵng. Đội mình năm người mang năm cái tên, năm trái tim hòa cùng một nhịp. Tôi Thanh Ninh. Tôi Trường An. Tôi Trần Hải. Tôi Hồng Bảo. Tôi Minh Thư, đội trưởng. Để góp phần xây dựng đề án thành phố Đà Nẵng an toàn trong thiên tai, chúng tôi sẵn sàng. Và đội thi thứ hai trong sắc màu áo vàng tươi vô cùng rực rỡ xin được giới thiệu đội Hà Nam. Hà Nam, chúng tôi tham gia xung kích, tự tin chiến thắng. Chúng tôi đã sẵn sàng. Xung kích 2021. 2, 3. Các anh chị cảm nhận như thế nào về bối cảnh của cuộc thi năm nay ạ? Mình cảm thấy là rất là hoành tráng ạ. Và mình cảm thấy rất hào hứng để tham gia cuộc thi ngày hôm nay ạ. Và năm ngoái thì đội Đà Nẵng của chúng ta đã dừng chân khá sớm ở vòng bán kết. Vậy thì năm nay các anh chị đặt ra cho mình mục tiêu như thế nào? Dạ, thì chủ yếu là vui là chính thôi ạ. Không quan tâm giải thưởng ạ. Không quan tâm giải thưởng, tức là ngay ngày hôm nay chúng ta dừng lại cũng được. Dạ, nhưng mà cô làm hết sức mình ạ. Vậy thì chúng ta đã có kinh nghiệm là một năm trước thi đấu rồi và đã dừng chân ở bán kết. Vậy thì có một cái bài học kinh nghiệm gì mà đội thi trước đã truyền lại cho chúng ta không? Thực ra là trong tất cả các cuộc thi, khi mà chúng ta đã thi hết sức rồi thì dù có kết quả như thế nào đi chăng nữa, chúng ta vẫn cảm thấy hài lòng, đúng không ạ? Yeah. Và có lẽ là điều đó cũng tương tự với lại đội Hà Nam. Đây là những giây phút đầu tiên mà các bạn xuất hiện trên sóng truyền hình. Thì các bạn có muốn nói gì với tất cả quý vị khán giả đang theo dõi hay không ạ? Hà Nam, chúng tôi sẽ tự tin, quyết tâm chiến thắng và cố gắng hết sức cũng như đội Đà Nẵng ạ. Dạ, em nghe tự tin thì đội trưởng có vẻ là tự tin đó, nhưng mà các bạn còn lại thì cũng không tự tin lắm. Nhìn hơi, bây giờ mình thể hiện quyết tâm bằng một câu slogan của đội mình nha. Hà Nam, tự tin chiến thắng. Có một câu hỏi, đội nào bấm chuông nhanh hơn sẽ giành được quyền trả lời. Nếu trả lời đúng, đội đó được chọn thứ tự thi đấu ở phần vận động. Nếu trả lời sai, quyền lựa chọn thứ tự thi đấu sẽ thuộc về đội bạn. Phần vận động, hai đội chơi sẽ lần lượt vượt qua các thử thách của chương trình. Đội nào hoàn thành các thử thách trong thời gian ngắn hơn thì đội đó giành chiến thắng với 100 điểm. Đội thua sẽ được 70 điểm. Cả hai đội chúng ta đã rõ luật chơi chưa ạ? Theo quy định, khi nào một cơn bão được gọi là siêu bão? A. Sức gió mạnh nhất từ cấp 16 trở lên. B. Sức gió mạnh nhất từ cấp 10 trở lên. C. Sức gió mạnh nhất từ cấp 18 trở lên. Hết. Vâng, xin mời đội Đà Nẵng. Là A. Sức gió từ 16 trở lên. Và A chính là đáp án chính xác. Xin chúc mừng đội Đà Nẵng sẽ là đội thi được lựa chọn thứ tự thi đấu của mình. Dạ, đội Đà Nẵng chúng em là lựa chọn thi đầu tiên ạ. Rất kiên cường, rất can đảm. Đội Đà Nẵng sẽ là đội thi đầu tiên. Có thể thấy là đội Đà Nẵng đang rất là tự tin. Và các bạn có thể chia sẻ lý do vì sao chúng ta quyết định là đội thi đầu tiên không? Tại sao không phải là đội thi thứ hai? Để chúng ta có thể thấy được là những cái trải nghiệm của đội thi đầu tiên trước, chúng ta sẽ rút kinh nghiệm cho đội mình sau ạ. Dạ, tụi em nghĩ là thi đầu tiên sẽ bớt căng thẳng hơn. Và chúng em cũng sẵn sàng rồi, cho nên là không cần chờ đợi thêm nữa ạ. Vâng, và đội Đà Nẵng đã sẵn sàng. Đội Hà Nam cũng đã sẵn sàng. Và chúng tôi thì cũng đã sẵn sàng. Xin mời phần thi đầu tiên của đội Đà Nẵng. Đúng với tinh thần của đội chủ nhà, Đà Nẵng đã quyết định mở màn cho Xung kích 2021. Chiến lược của các bạn là gì ạ? Chiến lược của đội chúng em là chơi một cách bình tĩnh và chơi với 200% sức lực ạ. Với một vòng thi như thế này, với bấy nhiêu đó chướng ngại vật, thì bạn nghĩ là đội của bạn sẽ cần bao nhiêu thời gian để hoàn thành? Dạ, đội em nghĩ là tầm 2 đến 3 phút ạ. 2 đến 3 phút, đó là một con số khá ngắn, nhưng đồng thời nó cũng thể hiện được sự quyết tâm của đội Đà Nẵng. Vậy thì không chờ đợi thêm nữa. Ngay lúc này,
3, 2, 1, bắt đầu! Cố lên Đà Nẵng ơi! Và ngay lúc này thì đội Đà Nẵng đang di chuyển rất nhanh trên những chuyền đá có phần hơi lắc léo. Có vẻ là không hề làm khó được họ. Cố lên Đà Nẵng ơi! Vâng, và đội Đà Nẵng gồm 5 thành viên và trong đó có 4 thành viên nam to cao vạm vỡ. Cái phần thi vòng tròn trượt như thế này sẽ rất là khó với các thành viên nam. Nhưng không, các bạn đang bò rất nhanh, đang rất nhanh băng băng tới cầu treo của chúng tôi ạ. Thành viên đầu tiên đã tới được cầu treo. Các thành viên còn lại đang tốn thêm một chút thời gian nữa để có thể hoàn thành phần thi trượt bò qua chướng ngại vật ạ. Và tại cầu treo thì các bạn sẽ phải đeo đai bảo hộ đúng quy cách thì trọng tài của chúng tôi mới cho các bạn xuất phát. Vâng, anh đang băng qua rất nhanh. Đứng tại đây thôi thì tôi cũng cảm nhận được cái sức rung rất mạnh của cầu treo. Thử thách đeo dây bảo hộ cũng là một trong những cái phần thi khá là khó trong cuộc thi ngày hôm nay. Có vẻ như là những sự lắc léo của chiếc cầu không hề làm khó được các thành viên của đội Đà Nẵng. Và xin được chúc mừng anh đã hoàn thành phần thi của mình. Vâng, và thành viên thứ hai đang bước băng băng trên chiếc cầu treo của chúng tôi. Anh đi rất nhanh, rất nhanh. Có vẻ như là đã rất thân thuộc với những địa hình như thế này rồi. Thành viên thứ ba tiếp tục. Đứng tại đây tôi có thể cảm nhận được cái độ rung lắc của những chiếc cầu treo. Nhưng không, sự rung lắc như vậy thì không làm khó khăn như thế nào cho đội Đà Nẵng cả. Các bạn vẫn băng băng về đích. Thành viên thứ tư ạ. Và đây là thành viên cuối cùng vượt qua chiếc cầu treo đầu tiên của chúng tôi. Vâng, xin được chúc mừng cả 5 thành viên đã hoàn thành với chiếc cầu treo đầu tiên ạ. Từng bước một. Thành viên thứ 3 đang dần hoàn thành phần thi của mình. Chúng ta vẫn còn 2 thành viên nữa để chúng ta có thể bấm thời gian kết thúc. Cô gái của chúng ta đã quay trở lại, một cô đội trưởng hết sức mạnh mẽ. Và thành viên cuối cùng kết thúc, chúc mừng. Như vậy là đội Đà Nẵng đã hoàn thành xong phần thi của mình. Với thời gian bao nhiêu thì chúng ta sẽ chờ đợi thêm một ít phút nữa. Tuyết Ngân sẽ bật mí. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần thi của đội Hà Nam. Nhưng mà trước khi mà bắt đầu phần thi của mình thì xin được hỏi là với phần thi lúc nãy của đội Đà Nẵng thì đội Hà Nam cảm thấy đội bạn thi như thế nào ạ? Đội Hà Nam cảm thấy là Đà Nẵng thi rất tốt ạ. Vậy thì với chiến lược của mình thì mình quyết tâm như thế nào? Hà Nam sẽ bình tĩnh, cố gắng và cố gắng là thi là bằng hoặc là vượt đội Đà Nẵng ạ. Cố gắng bằng hoặc vượt đội Đà Nẵng. Nhưng đó là về thành tích thôi, đừng vượt thời gian nha chị. Đội mình đừng vượt thời gian của đội Đà Nẵng nha. Còn bây giờ thì mình sẽ thể hiện sự quyết tâm đó cùng nhau nha. 2, 3, quyết tâm, yes. Và bây giờ 3, 2, 1, bắt đầu. Và lúc này thì đội Hà Nam đang vượt qua những chướng ngại vật đầu tiên. Và có lẽ là những chướng ngại vật đầu tiên không hề làm khó họ. Rất nhanh chóng đã vượt qua rồi. Vậy còn đường ống của chúng tôi thì sao ạ? Đội Hà Nam có một đặc điểm đó là các thành viên thì đều cảm giác là nhỏ nhắn hơn đội Đà Nẵng. Chính vì vậy họ có lợi thế rất lớn trong phần thi truyền qua đường ống của chúng tôi. Rất nhanh, thoăn thoắt, không ai bị kẹt lại cả. Vâng, thành viên đầu tiên đã hoàn thiện đường ống ạ. Và đang băng băng tới cầu treo. Các thành viên còn lại cũng đang hoàn thiện rồi. Và có lẽ là đội thi thứ 2, cho nên là đội Hà Nam cũng đã rút ra được một số những kinh nghiệm, một số những khó khăn mà đội Đà Nẵng đã gặp phải. Có vẻ như là họ đang thắt những chiếc dây bảo hộ một cách nhanh hơn. Vâng, rất nhanh, thành viên đầu tiên đã sẵn sàng để bước qua cầu treo ạ. Vâng, băng. Có lẽ là những địa hình mà trong phần thi đầu tiên của chúng tôi không làm khó cho các thành viên của hai đội. Xin được chúc mừng thành viên đầu tiên của đội Hà Nam. Và xin mời thành viên thứ hai ạ. Vâng, ai cũng băng. Thành viên đầu tiên của đội Hà Nam đã gần hoàn thành chặng đua của mình rồi. Kế bên một bờ biển xinh đẹp như thế này có vẻ là những chiếc cầu treo lắc léo không làm khó được họ. Và đây là thành viên thứ tư của đội Hà Nam. Ở đây thì có thể thấy là đội Hà Nam đã có những chiến thuật hết sức rõ ràng khi người đầu tiên đã hỗ trợ đồng đội của mình hết sức để hoàn thành phần thi một cách nhanh chóng. Xin được chúc mừng thành viên nữ của đội Hà Nam. Kính thưa quý vị khán giả, với sự hỗ trợ của các đồng đội như thế này thì quả thật sẽ rất là yên tâm để hoàn thành phần thi của mình. Vâng, thành viên cuối cùng đã hoàn thành chặng đường cầu treo đầu tiên ạ. Hãy cẩn thận, cố lên, hãy cẩn thận từng bước một.
Trong những cuộc chơi như thế này, chúng ta không chỉ cần phối hợp, tài năng, trí tuệ mà còn cần tinh thần đồng đội rất lớn nữa. Đây là giây phút quyết định để vòng thi này có thể kết thúc khi bước chân này chạm đất và kết thúc. Như vậy là Hà Nam đã hoàn thành phần thi của mình. Thưa quý vị, chúng ta vừa được theo dõi hai phần thi hết sức sôi động đến từ đội Đà Nẵng và Hà Nam. Và những trò chơi mô phỏng của chúng tôi chỉ phần nào thể hiện được những thách thức và khó khăn của lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp cơ sở đang phải đối diện hàng ngày để bảo vệ tính mạng của mọi người. Nhưng mà bằng sức trẻ, sức khỏe của mình thì có vẻ như là những thử thách này không hề làm khó được các đội chơi. Và ngay lúc này chúng ta sẽ cùng lắng nghe kết quả thời gian mà hai đội đã hoàn thành phần thi của mình. Đầu tiên với đội thi Đà Nẵng, thời gian hoàn thành của các bạn là 3 phút 19 giây. Đây là một kết quả khá tốt. Và đội Hà Nam có lẽ sẽ khiến cho chúng ta bất ngờ vì thời gian của họ đó là 2 phút 53 giây. Như vậy là với vòng thi đầu tiên, xin được chúc mừng phần thắng đã nghiêng về đội Hà Nam. Các bạn đã mang về cho mình 100 điểm. Còn đội Đà Nẵng các bạn đang có 70 điểm đầu tiên. Và kết thúc phần thi đầu tiên thì đội Hà Nam đang tạm thời dẫn trước với khoảng cách là 30 điểm. Nhưng không sao Đà Nẵng ạ, chúng ta còn 2 phần thi nữa để có thể biết được kết quả chung cuộc của số đầu tiên ngày hôm nay. Và ngay bây giờ thì hãy cùng với chúng tôi đến với phần thi thứ 2 mang tên Nhận Diện. Vòng Nhận Diện cung cấp các kiến thức, thông tin tổng hợp về thời tiết, khí tượng, thủy văn, các loại hình thiên tai, tác động của biến đổi khí hậu, chính sách, pháp luật và kỹ năng về phòng chống thiên tai thông qua các câu hỏi với 3 dữ kiện ABC. Mỗi câu trả lời đúng được 20 điểm, trả lời sai không được điểm. Thưa quý vị, để thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai thì những lực lượng xung kích cấp cơ sở không chỉ cần chuẩn bị cho mình một thể lực tốt mà còn phải trang bị cho mình những hiểu biết, những kỹ năng nhất định. Và đó cũng chính là nội dung của thử thách thứ 2 mang tên Nhận Diện. Và ngay lúc này thì hai đội đã sẵn sàng để đến với câu hỏi đầu tiên chưa ạ? Sẵn sàng. Có vẻ là khí thế đang lên rất là cao. Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi đầu tiên. Cơ quan nào chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện phương án phòng cháy và chữa cháy rừng? A. Cơ quan kiểm lâm, cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. B. Ủy ban nhân dân các cấp. C. Tổng cục lâm nghiệp. Hết. Và đội Hà Nam là đội đã nhanh tay hơn. Xin mời đội Hà Nam. Đội Hà Nam xin trả lời là đáp án A. Đáp án A. Xin được chúc mừng đội Hà Nam với 20 điểm đầu tiên. Theo khoản 5, điều 45, Nghị định 156/2018, NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018, cơ quan chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện phương án phòng cháy và chữa cháy rừng là cơ quan kiểm lâm, cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Xin được chúc mừng đội Hà Nam. Câu hỏi số 2. Biện pháp nào sau đây không phải biện pháp phòng tránh sét cho nhà ở? A. Chặt hạ cây xanh. B. Lắp cột thu lôi. C. Tắt hết các thiết bị điện. Hết. Xin mời đội Đà Nẵng. Câu trả lời của đội Đà Nẵng là đáp án A. Chặt hạ cây xanh. Đáp án A. Chúc mừng 20 điểm dành cho đội Đà Nẵng. Kính thưa tất cả quý vị và các bạn, sét thường đánh vào các nơi cao như là cột điện, ống khói, nhà cao tầng, cây cao. Trú dưới gốc cây là một trong những nơi nguy hiểm nhất khi mà trời đang giông bão. Tuy nhiên, chặt hạ cây xanh không phải là biện pháp phòng tránh sét. Khi chặt hạ cây thì sét cũng sẽ đánh vào những vật thể còn lại. Nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản thì chúng ta nên lắp đặt hệ thống chống sét để mỗi khi có sét đánh vào nhà thì cột thu lôi sẽ truyền nguồn năng lượng do sét đánh gây ra xuống đất thông qua dây dẫn và bãi tiếp đất. Như vậy, với câu trả lời này một lần nữa xin được chúc mừng đội Đà Nẵng. Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ 3 trong ngày hôm nay. Câu hỏi thứ 3 như sau. Tư thế ngồi co người lại, chạm hai gót chân lại với nhau, bịt hai tay ở hình ảnh dưới đây được khuyến cáo cho loại hình thiên tai nào? A. Lũ quét. B. Sét. C. Nắng nóng. Hết. Như vậy là chúng ta đã có 2 tiếng chuông. Tuy nhiên đội Hà Nam đã nhấn chuông trước khi mà chúng ta nói chữ hết. Chính vì vậy nên quyền ưu tiên sẽ thiên về đội Đà Nẵng. Xin mời đáp án của đội Đà Nẵng. Có vẻ như là đội Đà Nẵng nhấn chuông nhưng lại chưa có đáp án cho riêng mình. Xin mời đội trưởng. Dạ, đội Đà Nẵng đưa ra đáp án A. Đáp án A. Liệu rằng đây có phải là một đáp án đúng không hả Tuyết Ngân?
Đáp án A tức là lũ quét. Rất tiếc, đây không phải là một đáp án đúng. Xin mời đội Hà Nam. Đội Hà Nam xin trả lời đáp án B ạ, xét. Đáp án B. Tại sao lại như vậy ạ? Không biết là các chị, anh chị đã gặp những tình huống này ngoài đời thực hoặc là chúng ta đã được tập huấn chưa ạ? Khi mà xét đánh thì là có tia phóng điện thì mình không được tiếp xúc cái gót chân với cả đất. Như vậy là dễ phóng điện, mình bị giật điện. Chúng tôi xin được chúc mừng đội Hà Nam với 20 điểm tiếp theo. Thưa quý vị, trong một khu vực nhất định thì tia sét sẽ thường tìm đến những vật cao hơn để phóng xuống. Do vậy, nguyên tắc cơ bản để phòng tránh thương tổn là hạ thấp người xuống hết mức có thể, nhưng hạn chế các bộ phận của cơ thể tiếp xúc với mặt đất. Nếu sét đánh xuống đất rồi mới đi qua cơ thể bạn, thì việc chạm hai gót chân lại với nhau sẽ giúp cho dòng điện đi vào chân này và thoát ra chân khác, sau đó thoát ra ngoài thay vì chạy vào toàn cơ thể. Bịt hai tay lại để tránh nguy cơ bị điếc do tiếng sét. Và một lần nữa xin được chúc mừng đội Hà Nam. Đội Đà Nẵng chúng ta sẽ cố gắng trong hai câu hỏi tiếp theo nhé. Và câu số 4. Đăng tin giả siêu bão cấp 17 sắp đổ bộ vào miền Trung sẽ bị xử lý thế nào? A. Mức phạt từ 20 triệu đồng đến 25 triệu đồng. B. Mức phạt từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng. C. Chỉ cảnh báo, răn đe. Hết. Wow, đội Đà Nẵng rất nhanh tay. Xin mời. Đội Đà Nẵng xin trả lời đáp án B. Đáp án B. Đáp án B. Không biết là các anh chị đã có kinh nghiệm với câu hỏi này chưa ạ? Dạ, tụi em đã ôn kiến thức cái câu hỏi này, không biết có đúng không ạ? Khi nãy khi mà đội Đà Nẵng nhấn chuông thì Tuyết Ngân có nhìn thấy được sự quyết tâm rất lớn ở lần nhấn chuông này. Và Tuyết Ngân nghĩ không có lý do gì mà chúng ta không trao cho họ 20 điểm với đáp án này. Xin được chúc mừng đội Đà Nẵng với đáp án B. Kính thưa tất cả quý vị khán giả, theo điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, việc đưa ra thông tin sai sự thật của những cơ quan, tổ chức, cá nhân không có chức năng, thông tin không có căn cứ với mục đích gây giật gân, gây sự chú ý và vì động cơ cá nhân thì cần phải xử lý nghiêm minh, đặc biệt là những thông tin vào thời điểm mưa lũ diễn biến phức tạp. Một lần nữa xin được chúc mừng đội Đà Nẵng với 20 điểm của mình. Và câu hỏi tiếp theo sẽ quyết định đội thi nào sẽ giành được 20 điểm cuối cùng. Và nội dung của câu hỏi số 5 như sau. Khi có động đất ngoài khơi thì loại hình thiên tai nào có thể xảy ra tiếp theo? A. Sóng thần. B. Bão hay áp thấp nhiệt đới. C. Sét. Hết. Đội Đà Nẵng đã nhấn chuông trước khi có tín hiệu hết của chúng tôi. Xin được mời phần ưu tiên quay về với đội Hà Nam. Đội Hà Nam xin trả lời đáp án A. Sóng thần. Đáp án A. Đội mình chắc chắn bao nhiêu phần trăm ạ? Chắc chắn 200%. 200% cơ ạ. Và cái sự quả quyết và chắc chắn của anh chị đã mang về cho đội mình 20 điểm. Xin được chúc mừng Hà Nam. Rất xuất sắc. Kính thưa quý vị, một trong những nguyên nhân chính để gây ra sóng thần đó chính là động đất ngoài khơi. Như vậy với câu hỏi cuối cùng thì xin được chúc mừng đội Hà Nam đã giành được 20 điểm cuối cùng của phần này. Chúng ta sẽ cùng tổng kết sơ qua về kết quả qua hai phòng thi. Và xin được chúc mừng đội Đà Nẵng với 110 điểm. Và xin chúc mừng cho đội Hà Nam đang tạm dẫn đầu với 160 điểm. Quý vị khán giả thân mến, nhằm tăng tính hấp dẫn thì Xung Kích 2021 đã chú trọng nhiều hơn về các phần thi vận động, nơi mà các đội chơi có cơ hội thể hiện được sự nhanh nhẹn, khéo léo cũng như tinh thần đồng đội của mình. Và trong phần thi thứ 3 của chúng tôi, phần thi cuối cùng trong số phát sóng đầu tiên ngày hôm nay, chúng tôi sẽ tiếp tục mô phỏng những hoạt động cứu hộ, cứu nạn của các lực lượng xung kích tuyến cơ sở. Và hãy cùng với chúng tôi đến với phần thi mang tên Xung Kích. Yeah! Và chúng ta đã được thấy tinh thần vô cùng tuyệt vời của cả hai đội thi. Trong cuộc chơi ngày hôm nay, họ không chỉ là đối thủ của nhau mà họ còn là những người đồng đội cùng nhau vượt qua thử thách. Và những gì đang chờ đón họ trong phần 3 của chương trình Xung Kích, hãy cùng chúng tôi khám phá nhé. Đầu tiên, 3 thành viên của mỗi đội sẽ phải mang 30 bao cát về phía vạch đích. Lưu ý là mỗi thành viên có thể mang tùy ý số lượng bao cát mà mình muốn và không được làm vỡ cũng như là bục những bao cát này. Và sau đó, những thử thách nào đang đón chờ tôi thì em xin Tuyết Ngân. Đây là vị trí nơi mà các đội chơi sẽ đặt những bao cát của mình. Và khi đã đủ 30 bao cát cho mỗi đội thì hai thành viên còn lại của đội sẽ có quyền lấy những mái chèo này. Và lúc này nhiệm vụ của họ là đi thật nhanh, di chuyển thật nhanh ra vị trí của những chiếc thuyền phao.
Những chiếc thuyền phao này họ sẽ dùng để di chuyển ra cách bờ khoảng 100m và cứu nạn nhân. Chú ý, trong quá trình quay trở lại phải có ít nhất một thành viên ngồi trên thuyền để đỡ nạn nhân, vừa giúp sức cho bạn của mình đưa thuyền quay trở về bờ. Sau đó họ sẽ đặt nạn nhân lên những chiếc cán như thế này và đưa nạn nhân về vị trí của vạch đích. Và nhiệm vụ lúc này cuối cùng, nhiệm vụ cuối cùng của họ đó là lấy chiếc cờ này. Và đội nào chiến thắng ở vòng thi này sẽ có được 100 điểm, đội về sau sẽ có được 50 điểm. Điều này cũng có nghĩa là nếu như đội Đà Nẵng các bạn giành được chiến thắng thì các bạn có thể sang bằng được tỷ số và hoàn toàn có thể tìm cho mình một chiếc vé để vào vòng bán kết. Vì vậy nên là hãy cố lên cả hai đội thi nha. 3, 2, 1, bắt đầu! Cố lên hai đội ơi! Có thể thấy là mỗi đội đã có những chiến thuật rất khác nhau. Đã có những sự lên. Rồi. Cố lên, cẩn thận lên, cẩn thận hơn các đội ơi! Lưu ý là nếu như những bao cát của chúng ta bị vỡ ra hoặc là bị hư hỏng thì chúng ta sẽ bị trừ điểm và điều này sẽ rất là tiếc. Vì vậy nên là các đội thi sẽ phải cẩn thận hơn nữa với những bao cát của chính mình. Rất nhanh chóng các chàng trai của đội Đà Nẵng, mỗi người ôm tận 3 thì 4 bao cát liền. Rất nhanh. Trong lúc đó thì đội Hà Nam đang sử dụng chiến thuật an toàn là trên hết. Bởi vì đội Hà Nam đang đi rất chậm và mỗi người sẽ đem những bao cát nhất định thôi. Cố lên, cố lên. Có thể thấy là đội Đà Nẵng đang hết sức quyết tâm để có thể dành cho mình một chiếc vé và tiến vào bán kết. Cố lên nữa Đà Nẵng ơi. Đội Hà Nam cũng chỉ còn rất ít các bao cát ở đây thôi ạ. Cố lên cả hai đội ơi. Ở phần thi bao cát khá là nặng nhọc, tuy nhiên là đội Hà Nam đã có chiến thuật là để cho một thành viên nữ sẽ ôm những bao cát như thế này. Rõ ràng có sự khác nhau về chiến thuật ở đây. Vâng, và đội Hà Nam cũng chỉ còn một bao cát thôi ạ. Cố lên. Cố lên ạ. Và lúc này là lúc mà các bạn ấy sẽ tham gia để cứu nạn nhân ở ngoài biển. Đây là môi trường hoàn toàn khác. Lúc này thì các đội chơi đang dần dần đưa được chiếc thuyền phao của mình ra ngoài khơi. Nhanh hơn nữa, nhanh hơn ạ. Rõ ràng là mỗi đội chơi đang có chiến thuật của riêng mình. Vâng, đội Hà Nam có chiến thuật đó là bơi vòng ạ. Đội Hà Nam đang có chiến thuật rất lạ. Bơi vòng, sau đó đợi bơi vòng lại. Tôi nghĩ là đội Hà Nam đang khá tự tin với khả năng chèo thuyền của mình. Họ đang băng băng tiến về phía người cần cứu hộ. Điều này cũng dễ hiểu thôi, bởi vì vị trí của hai đội lúc này thì đội Đà Nẵng đang giành giật để có thể có cơ hội được đi vào vòng bán kết. Trong lúc đó thì đội Hà Nam đang cố gắng hết sức để có thể giữ vững được những kết quả của mình. Vâng, đội Hà Nam đang bơi xung quanh nạn nhân ạ. Họ đang bơi vòng tròn. Lúc này gần như cả hai đội là ngang nhau. Cố lên, cố lên. Đội Đà Nẵng đang có những lợi thế nhất định. Hà Nam ơi, cố lên. Hà Nam cố lên, cố lên. Đội Đà Nẵng đang tiến về đích rất nhanh. Thật sự rất nhanh. Các bạn nhớ đem thuyền vào vị trí an toàn. Đem thuyền của mình vào vị trí an toàn. Vâng, Hà Nam đã cứu được nạn nhân rồi ạ. Và đây là lúc mà họ chúc mừng Đà Nẵng. Xin được chúc mừng Đà Nẵng. Cảm giác của bạn bây giờ như thế nào ạ? Cực kỳ phấn khích, chúng tôi rất là vui ạ. Xin được chúc mừng Đà Nẵng. Và ngay lúc này thì các thành viên còn lại của đội Hà Nam cũng đang hoàn thành phần thi của mình. Xin được chúc mừng đội Hà Nam cũng đã hoàn thành phần thi của mình vô cùng xuất sắc. Xin được chúc mừng các bạn. Và chúng ta vừa thấy một hình ảnh rất là fair play giữa đội Đà Nẵng và Hà Nam. Họ đã trao nhau chiếc cờ. Và cả hai đội thi vừa hoàn thành xuất sắc phần thi của mình. Và hãy cùng xem họ đánh giá như thế nào về chặng thi vừa rồi nhé. Xin chào đội Hà Nam. Không biết là vừa rồi thì anh thấy là chèo thuyền có khó không ạ? Cũng rất là khó. Và cũng mình cũng đây là những cái lần đầu tiên của mình chèo ngoài biển. Nên là thấy sóng biển các thứ lên là mình thấy rất là khó so với chèo hồ, sông. Vậy thì sau phần thi vừa rồi thì chúng ta có rút ra được những cái kinh nghiệm nào đó để áp dụng cho sau này không ạ? Chắc là cần thêm một tí bình tĩnh nữa. Dạ. Và bình tĩnh, tự tin hơn nữa, đó chính là những gì mà đội Hà Nam đã rút ra sau phần thi của mình. Vậy còn đội Đà Nẵng thì sao? Cảm xúc của họ lúc này như thế nào? Đối với lại đội Đà Nẵng, ngày hôm nay cảm xúc của họ giống như là một chiếc tàu lượn vậy. Có lúc lên rất cao và cũng có lúc xuống rất thấp. Vậy thì ngay lúc này cảm xúc của các bạn hay là những điều các bạn muốn chia sẻ với khán giả là gì?
Thật ra chúng tôi đã có một khởi đầu không tốt, nhưng kết quả cuối cùng thì tôi nghĩ là tốt cho cả hai. Và tôi cũng mong rằng là những người tin tưởng Đội Nẵng sẽ luôn luôn tin tưởng chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức ạ. Và thật đây là một thông điệp rất đẹp. Và trong ngày hôm nay qua cả 3 vòng thi thì hai đội của chúng ta đều giành được cho mình 210 điểm. Và với số điểm quy đổi là mỗi đội sẽ được 1 điểm. Và cơ hội để bước vào vòng bán kết của họ là như nhau. Và cuộc thi xung kích phòng chống thiên tai năm 2021, số đầu tiên của chúng tôi xin phép được khép lại tại đây. Chúng ta sẽ còn hẹn gặp nhau trong những số tiếp theo với những trận canh đua căng thẳng và gay cấn hơn nữa. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Vượt ngàn sóng gió.